Ông đâu, ông đâu, ông nè, đấy. Đấy, một chú ong nhá. Ong đây các bạn. Này. Vườn nhà mình từ nay sẽ không phun xịt gì hết, để cho các bạn ong về có nơi để hút mật hoa. Đấy, trong thời gian tới thì mình với vợ cũng sẽ bảo nhau để trồng thêm, cây mà có hoa để cho các bạn ong về, tạo sự đa dạng. Đấy, đây là cây cà phê đang trổ bông các bạn nhé. Đây là mắc ca cũng đang trổ bông. Đấy, mắc ca đang trổ bông nhá. Đấy, rồi đi đi xem ong nha. Đấy, mùa này thì cà phê nó rất là thơm các bạn, hoa cà phê cực thơm luôn. Đấy ong này, đấy ong, ong nhiều lắm, bữa nay ong nhiều lắm, mình rất là vui bởi vì mình thấy các bạn ong này. Đấy, bạn ong về về hút mật hoa. Đấy, ai mà muốn ngắm hoa thì lên Đắk Lắk nha các bạn, hoa cà phê cực kỳ thơm luôn. Đây mắc ca này, mình cho các bạn xem mắc ca nhé. Mắc ca đã có quả như này rồi này. Đấy, có một số đã đậu quả như này rồi. Đấy, mắc ca nhé. Đấy, mùa tới là sẽ có mắc ca sạch ăn rồi đấy các bạn. Đấy. Wow, ok. Tuy là không nhiều đâu, nhà mình thì không không phun xịt các loại chất kích thích để kích bông hay là đậu quả gì hết, thế nên là quả nó sẽ không nhiều, nhưng mà mình nghĩ là cũng dư ăn, bởi vì nhà trong vườn nhà mình thì có khoảng tầm 20 cây mắc ca, vừa cả to cả nhỏ. Đấy, đây đây cũng là mắc ca nữa các bạn. Đấy, hoa cà phê thơm thơm phức luôn, rất là thơm các bạn. Hôm trước tìm những chú ong, chú bướm thì rất là khó. Bữa nay mình rất là vui bởi vì thấy các bạn bướm, các bạn ong bắt đầu về khá là nhiều rồi. Rất là vui. Đấy. Vui quá, vui quá. Ra vườn mà thấy ong là vui rồi. Đây, ong này. Đấy, một bạn ong đang đang hút mật. Đấy. Kiểu này sắp tới sẽ mình sẽ làm tổ để nuôi ong nữa. Đấy, nuôi ong để ong tự nhiên các bạn, nó hút mật hoa gì thì hút mật hoa, nói chung là tự nhiên, không phải ong rừng, nhưng mà mình sẽ không phải nuôi theo kiểu là cho nó ăn gì hết, kệ nó ăn hoa trong vườn hút mật hoa thôi. Đấy, thì sẽ muốn là có thêm mật ong nữa để làm thêm tổ ong cho các bạn ấy về, thì các bạn ấy có nơi trú ngụ. Còn nhà mình thì có mật ong để ăn. Đây, tiêu, đây là tiêu các bạn nhé. Tiêu. Cái loại này là cũng đã hái hết rồi, còn một số cây thì như gọi là chưa hái được như này. Đấy. Các bạn thấy không? Cà phê nhé. Rồi, tới đây cho xem cây sầu riêng thì đây là một cái mắc ca nhỏ các bạn này, đang trồng sầu riêng. Sắp tới thì đây, như cái mấy cái loại này là nó đang đang có nụ này, thì có thể là rất là khó đậu quả bởi vì người ta phải phun xịt rất là nhiều. Đấy, thế nhưng mà nhà mình không làm gì hết, thì cái mấy cái cây này nó sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới, nó rụng hết lá này. Đấy. À, cái lá sầu riêng này là các loại động vật rồi côn trùng nó rất là thích ăn, mà chọc hết lá là thôi coi như toi cây. Nhưng mà thôi kệ, các bạn đây sẽ phải chống chọi với các loại động vật côn trùng thôi. Này, mắc ca. Đấy, đây rồi là sầu riêng tiếp. Đấy, ở phía trên này là có một số cây bơ rất là to, đây hoa bơ cũng đang ra hoa rất là nhiều như này, không biết là có đậu quả không, thì chắc là có, sẽ có bán đấy.
bởi vì nhà mình cũng khá là nhiều bơ, chắc là có bán, ai mà muốn ăn bơ sạch thì cứ liên hệ mình đây. Nếu mà đấy, chắc là nó cũng đậu để đủ để bán các bạn ạ. Bơ nhiều mà. Đấy, đang xa xa có một cây sầu riêng cũng khá là to rồi nhưng mà nó lại héo ra. Đấy, sầu riêng. Đấy, lên đây mình cho các bạn xem một cây mắc ca nó rất là to, cây bơ cũng to này các bạn. Đấy nhá, mình dẫn các bạn đi thăm vườn một chút. Đây, mắc ca này. Cây mắc ca. Hoa rất là nhiều như này nhưng mà nó không đậu quả chứ. Đấy, có đậu nhưng mà ít thôi. À, ong này, đấy, ong rất là mừng luôn các bạn. Đấy các bạn, ong về. Đấy, ong nhá. Ong này rất là vui, ong nhiều lắm các bạn. Mình vui quá trời luôn. Đấy. Bởi vì các bạn ong đã về, đây mắc ca này. Đấy, mắc ca nha các bạn. Đấy, sắp tới có mắc ca. À, ăn và bán nhá. Ai mua thì liên hệ, chắc chắn là đồ sạch. Và nó sẽ đắt hơn thị trường. À, các bạn mua một chút. Đấy, nhưng mà đảm bảo an toàn cho các bạn, bởi vì mình làm để mình ăn là chính. Có thừa thì bán, mà chắc chắn là thừa, bởi vì nhà mình cũng khá là nhiều mắc ca. Đấy, các bạn cứ đặt gạch trước đi, xong đấy là có thì ai mua thì mình sẽ đấy, đây cho các bạn xem tiếp mắc ca này. Mắc ca đây, có cây thấy không, một chùm này. Đấy, thấy không? Các bạn thấy không? Đấy. Thấy đúng không? Đấy, mắc ca nhá. Đây nữa này. Mắc ca chùm này. Đấy, thấy không? Đây nữa này. Đấy. Nói chung là cũng khá nhiều các bạn nhé. Các bạn cứ đặt gạch trước đi. Xong đấy là khi nào thu thì nhà mình sẽ... Đây, mắc ca đây. Nhà mình sẽ liên hệ để bán cho các bạn. Báo giá nhé. Đây, mắc ca. Cây này rất là to. Cây đằng kia cũng rất là to, à, thấy không? Đấy, rồi. Còn phía sau này là bơ, một hàng bơ rất là to rồi các bạn. Phía sau nhà mình thì bơ cũng nhiều, nhưng mà đây có một hàng, hai hàng bơ rất là to như này rồi. Các bạn thấy không? Bơ. Cây bơ đang trổ bông nhưng mà đậu quả hay không thì chưa biết. Chắc là có. Đấy. Bơ nhá. Rồi phía sau này thì cũng có một hàng dứa nho nhỏ phía sau này đây. Dứa đây. Đấy. Sắp tới cũng có dứa để ăn rồi. Chuối, chuối đây. Buồng chuối này cũng sắp ăn được rồi đấy các bạn. Đấy thấy không? Chuối nhá. Đây bơ này cho các bạn xem bơ nhá. Đấy. Wow, ok. Bơ nhá. Đấy, vườn nhà mình thì đến ngang đây là hết. Cái hàng cau này đang trồng này là hết. Còn phía dưới. Nói chung ở đây chủ yếu là bơ này, cà phê này, sầu riêng, mắc ca, bốn loại chính. Đấy, thấy tay người nông dân không? Tay nông dân là như này các bạn nhé. Nó về đây ra khô hết với lại đất đỏ này. Đấy. Đấy. Bơ nhé, bơ nhiều lắm các bạn. Đây là hoa bơ này, nó là như này hoa bơ các bạn, nhưng mà nó sẽ đậu quả thì rất là ít. Đấy, có ong, có ruồi. Ong trên kia. Mình rất là vui bởi vì hôm trước mình đến chẳng thấy ong đâu. Bữa nay thấy có ong rồi. Vui quá. Đấy, phía đằng kia nữa. Đấy, vừa nhà mình tới ngang cây chuối đằng kia. Xong dọc xuống là nhà. Sang bên này. Rồi tới đây. Nó mở qua đây. Đấy. Cũng không rộng lắm. Mình đi quen thấy nhỏ lắm. Đây, mắc ca. Các bạn thấy không? Đấy, hướng tây đằng kia. Mắc ca. Đấy. Rồi các bạn thấy bơ nhiều không? Đấy, dọc đấy là bơ của nhà mình hết. Đấy, thế nên là sẽ ai mà ăn bơ sạch thì liên hệ đặt gạch trước đi nha các bạn. À, cái chỗ này là nó tưới sau, những cái cây cà phê này tưới sau, thế nên là nó chưa trổ bông trắng như hồi nãy. Đấy, đấy có cả chim đằng kia nữa kìa. À, bây giờ là mình ra tháo cái cuộn tưới đây này. Đây. Đây, cái bơ như này các bạn, to như này rồi đấy. Nhấc lên thấy hoa không? Hoa đấy. Rồi, bơ nữa này. Đấy, thấy không? Bơ nhiều lắm các bạn, tha hồ. Đặt gạch mà ăn nha, mua nha. Đây, mắc ca này này. Đấy, mắc ca này. Mắc ca.
Đó, đấy. Ở đấy nó nhiều như này, hoa đầy nhưng mà chẳng đầu quả. Không có quả. Đấy. Thôi kệ. Đậu thì ăn mà không thì thôi. Đây là cái đường. Đấy, đấy. Một hàng bơ dọc, hàng bơ. Đấy. Còn cái lứa cà phê này thì mình mới tưới xong sáng nay luôn. Đây, bơ đằng kia, nhà mình phía này này. Đằng sau hàng bơ ấy. Đấy, rồi đến nơi rồi. Đến nơi cái cuộn tưới ở đây rồi. Đây là cuộn tưới. Đấy, phải tưới ống to như này. Đây, các bạn thấy bơ to không? Cái bơ rất là to như này đấy. Quả sẽ nhiều đấy. À quên, sẽ đủ quả để cho các bạn ăn đấy. À đây, ống tưới như này nhá, cho các bạn không biết. Ở đây mình có một cây quất nữa. Đây, đây là cây sầu riêng. Mới trồng được một năm. Đây, đây là cây quất hay là quýt hay là gì đây. Nó đang trổ ra hoa này. Đấy, sẽ có ăn đây. Mình nghe bảo là cây này cũng rất là ngon. Đấy, ha. Hoa quả thì chưa có gì nhiều. Mới có một cây xoài, một cây cây cam, cây quýt gì đây. Một cây ổi và một cây roi, cây mận đấy các bạn. Đấy. Thôi nhá. Đây, mình tắt máy để mình tháo cái ốc này ra. Để mình kéo về. Bây giờ không tưới nữa. Thay này. Đấy. Đẩy lại. Rồi thôi nhá. Một tay mình không làm được. Chào các bạn nhá. Bye bye.